Cục xì lầu ông bê lắp, cục xì lầu ông phong bê lắp. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của ông Phong Vlog đây các bạn ơi. Và hôm nay ông sẽ nấu cho mấy cháu một món ăn siêu to khổng lồ nha mọi người nha. Đây mọi người coi nè, ở trên bàn có rất là nhiều đồ ăn luôn mọi người ơi. Và hôm nay ông Phong Vlog sẽ làm mukbang ăn hết đống đồ ăn này. Và các bạn đừng quên hãy để lại cho ông Phong Vlog một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký ủng hộ cho ông Phong Vlog đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world nha các bạn nha. Ok. Thôi mình giỡn nhé bạn cho vui vậy thôi. Thì các bạn coi nè các bạn ơi. Đây, xin giới thiệu với tất cả mọi người nha. Thì trên bàn đồ ăn của Phong Cận đẹp trai có rất là nhiều đồ ăn luôn các bạn ơi. Bạn coi nè, ở đây có bánh kem nè, có cả táo nè, có cả trà sữa nè, đó, đùi gà KFC với lại có thêm cả hamburger siêu to khổng lồ nữa bạn ơi. Đấy, xin giới thiệu mọi người, đây chính là món gỏi cuốn Việt Nam. Đó, gỏi cuốn của Việt Nam nha mọi người nha. Đấy. Nhìn này thấy không, một miếng gỏi cuốn bên trong nó có rau nè, có tôm nè, có hành nè, đó, có xúc xích phô mai, kiểu nhìn rất là ngon luôn. À. Thôi, bây giờ mình phải ăn đây, mình đói bụng lắm rồi. Ok, ăn thôi. À, để coi ăn gì trước ta. Nhà ta đó. Ủa, mình mới vừa nghe giọng của ai mà phải không mấy bạn? Ồ, chắc không phải đâu. Thôi mình ăn tiếp đây. Hai, chuẩn bị ăn thôi. Một, hai. Con anh cũng sao mà có anh nè ba. Có tiếng gì vậy ta? Ủa mình hình như mình nghe tiếng của ai kêu là đừng ăn hay sao các bạn ơi? Ủa gì kỳ vậy? Đồ ăn của tôi mà sao tôi không được ăn? Hình như là mấy bà hàng xóm phải không ta, để nhìn coi. Hình như là mấy bà hàng xóm nhiều chuyện đúng không nha? Chắc không phải đâu. Thôi ăn tiếp. Một, trời ơi, hai. Mà anh là nghiệp quật đấy, đừng có ăn mà đừng ăn. Ôi trời ơi. Trời, có lẽ chẳng lẽ là đóng đồ ăn biết nói chuyện hay sao ta? Ngươi là ai? Ngươi là quái vật hamburger hay là quái vật trứng chiên? Ngươi là ai? Làm gì có hamburger với quái vật trứng chiên nào, tôi là gỏi cuốn nè. Ủa mày nhọt cái mày đó à? Trời, cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời, gỏi cuốn biết nói chuyện mấy bạn ơi, trời. Mình không ngờ rằng trên đời này có một miếng gỏi cuốn có thể di chuyển, có thể biết đứng và biết nói chuyện luôn bạn ơi. Trời. Còn biết nhảy quá nè. Biết nhảy luôn. Trời, đồ ăn biết đi. Trời. Cái gì mà ghê quá vậy? Có ma rồi. Cái con gỏi cuốn kia. Có ma, trời, tôi là gỏi cuốn nè. Ngươi là ai? Ngươi đến từ hành tinh nào? Tại sao ngươi lại vô trong nhà ta rồi ngươi nhập vô miếng gỏi cuốn của ta? Đâu có đâu, tôi vừa được ông tin vì lóc ông ấy làm xong mà. Tôi vừa có được nhập hồn vào đây luôn á. Trời. Ôi mấy bạn ơi, dạo gần đây Mini World có nhiều điều lạ quá các bạn ơi. Hết gọi là mấy cái căn nhà ma, ngôi nhà ma rồi bây giờ lại có thêm cả gỏi cuốn ma nữa bạn ơi. Ủa, cái gỏi cuốn nó biết đi mà nó còn biết nói nữa. Ôi trời. Ê gỏi cuốn, mày tên là gì vậy? Ai mà biết được. Gỏi cuốn tên là gỏi cuốn chứ gỏi cuốn tên là gì ba? À, mày tên là gỏi cuốn luôn hả? Trời ơi. Ui, nhưng mà cái con gỏi cuốn này nó biết đi, đúng là chuyện lạ Việt Nam mà. Mình phải ra mình khoe với Sam mới được. Sam đâu ta? Từ, Sam đâu rồi? Ui là trời. Ui, Sam. Sammy ơi. À, ủa, cái gì vậy? Trời ơi, ủa? Sam ơi. Tôi mới vừa phát hiện ra một cái chuyện lạ Việt Nam, Sam ơi. Trời, sáng sớm là có chuyện lạ Việt Nam kể tôi nghe rồi hả? Đúng rồi. Trời ơi, trong nhà mình mới xuất hiện một con yêu quái, một con bánh cuốn biết nói chuyện, Sam ơi. Wait a minute. Một con gỏi cuốn. Bánh cuốn. Đúng rồi. Bánh cuốn hả? Đúng rồi. Ừ, đó coi là trời, Phong ơi. Bữa nay ông ăn nhiều quá, bây giờ mở nó là nó mắc trên não ông hay sao vậy? Ông nói mà ông không nghĩ vậy. Quái trời ơi, trời. Mà. Sao mà là có thể là quái vật được? Bà không tin tôi hả? Trời ơi, hồi nãy á tôi mới ra chợ tôi mua miếng gỏi cuốn về tôi tính ăn. Ai vậy đâu tiện tôi đang ngồi cái tiện nó đứng dậy xong nó biết nhảy nè, nó biết nói chuyện, rồi nó biết hát luôn. Trời ơi, cái miếng gỏi cuốn này nó ghê lắm á. Trời đó coi là trời, ông càng nói tôi thấy ông càng xàm ông nội. Thôi vào ăn nội. Ai à, vào đâu ăn đi. Trời ơi, đó cái gì mà gỏi cuốn biết đi, biết nói, biết cười gì, làm như em bé vậy? Trời ơi, thiệt mà không tin bà vô đây giống tôi, nhanh lên. Vô đây. Trời đất ơi. Bà không tin đúng không? Nói tầm phào dữ. Vô đây, tôi cho bà coi nè, đây nè, miếng gỏi cuốn nè. Nè. Ủa đâu ta? Ủa đâu rồi? Đó coi thấy chưa? Đồ ăn không à? Ông này tào lao mía lao. Từ từ tôi nói thiệt, hình như nó trốn ở đâu ở trong đây vậy nè. Tôi coi trong toilet có không? Mày có trốn trong toilet không vậy? Trời ơi. Bây giờ miếng gọi cuốn là bây giờ nó đi trốn luôn hả? Trời ơi, tất nhiên rồi, để tôi đi kiếm nó cho bà coi. Ê! Trời. Sao? Ê sao ơi? Nói đây là sao? Gì vậy? Đánh trong nó. Đúng rồi. Trời ơi, đứa làm mà đánh hay thế. Trời ơi, hay. Được, đánh tiếp. Đó, thấy ủa? Chưa, bà thấy chưa? Miếng gỏi cuốn này không nhận nó biết nói chuyện, nó biết di chuyển mà nó còn biết chơi game luôn kìa. Bà thấy không? Nó giành máy tính của tôi luôn kìa. Ủa,
Nani? Chị gọi cô biết nói chuyện nè. Hello. Hello bạn. Chị đấy, chị đang chơi game. Bị chào chỗ khác đi, đang chơi game, đang chơi game, bị chào chỗ khác đi. Đó, thấy không? Nó nạt bà luôn kìa, thấy không? Thấy không? Miếng gỏi cuốn này nó láo ghê luôn á. Trời đất ơi, mà nói gì tôi không có trời ơi, như thuốc cân á. Xanh lè, xanh lét luôn kìa. Trời ơi, trên đầu còn có gì ta, có gì ta, tôm, rau, củ cải. Trời đất ơi, dễ thương dữ vậy. Trời ơi, chào chị gái xinh đẹp nha. Trời đất ơi, dễ thương quá. Phong ơi, cái gì? Nuôi con này được không? Dễ thương nè. Trời ơi trời, cái bà này sao con gì bà cũng đòi nuôi hết vậy? Bà lần trước bà hết nuôi một cái con khỉ đột tinh tinh gọi là siêu to khổng lồ rồi. Bây giờ bà đòi nuôi thêm miếng gỏi cuốn nữa. Nó là đồ ăn chứ phải là đồ nuôi đâu. Trời đất ơi, nó có nhúc nhích biết nói chuyện là gọi là động vật rồi, hiểu không? Đây là gỏi cuốn đặc biệt kìa ông. Con này là hàng huyết kia gọi là gì ta? Hiếm không ạ, hiểu không? Bây giờ ông đã gặp được một thứ rất là quý hiếm, hiểu không? Đó. Thôi tôi nói bà nghe nè, bây giờ nè, cái miếng gỏi cuốn này á, nó biết nói chuyện, nó biết di chuyển, nó còn biết chơi game nữa, nó quá là đặc biệt rồi. Tôi nghĩ rằng bọn mình nên bán nó cho rạp xiếc đi, để người ta đem nó đi, người ta gọi là diễn biểu diễn xiếc, biểu diễn ảo thuật cho người ta xem. Đúng rồi. Anh trai ngốc nghếch, anh trai ngốc nghếch, đừng làm như vậy, hãy nghe theo chị gái xinh đẹp mà nuôi em đi. Thấy chưa, trời đất ơi, người ta tù, ông nghĩ sao chị con, người ta là nhà lành, ông bán người ta đi, bây giờ ông bán là tôi giết ông nhà tôi có sống nha. Đúng rồi, chị gái xinh đẹp nói gì cũng đúng á. Mà bây giờ nha, nuôi bé gọi cũng rất là rẻ tiền luôn, bây giờ chỉ cần tưới nước. Tưới nước hả? Em đúng ăn rồi, gì đúng em? Đúng rồi. Đó, tưới nước là nó sống rồi, thấy chưa? Rẻ mèo à, cho ít nước là sống rồi. Dễ trời ơi là trời. Mấy bạn ơi, bà Sammy này mình không hiểu bà nghĩ gì luôn á bạn. Bà đòi nuôi hết con này đến con nọ. Trời ơi trời, có khi nào mai này có con sư tử bà cũng đòi nuôi luôn không ta? Thôi nhưng mà không sao. Mấy bạn ơi, mình mới nghĩ ra một cái ý này nữa bạn. Con gỏi cuốn này nó biết gọi là cử động, nó biết nói chuyện, nó còn biết ăn nữa, vậy có nghĩa là nó có thể lớn lên được. Ê, bây giờ nó còn nhỏ quá, thôi hay là bây giờ mình thử mình nuôi cho nó lớn lên đi các bạn. Khi nào mà nó lớn lên xong rồi mình sẽ làm thịt nó mình ăn, mình sẽ có được một bữa gỏi cuốn siêu ngon luôn các bạn ơi. Hợp lý. Đâu gì đâu, tôi đâu có nói gì đâu. Chẳng nghe vậy. Ok thôi được, nếu bà muốn nuôi bé gỏi cuốn thì cũng được, tôi không ý kiến gì đâu, vậy bà cứ nuôi đi ha. Nuôi được rồi. Yeah, được rồi, cùng với chị gái xinh đẹp rồi. Còn anh trai ngốc nghếch kia thì đi chỗ khác đi. Mày láo rồi, đợi mày lớn lên rồi sống đầu tao sẽ ăn thịt mày. Nằm nọc ơi, có gì anh sẽ cho con một miếng ha. Ok. Mấy bạn ơi, vậy là sắp có một bữa ngon rồi. Trời ơi mấy bạn ơi, vậy là 10 ngày đã trôi qua rồi bạn ơi. Không biết là con gỏi cuốn nó có lớn được tí nào chưa ta. Dạo gần đây mình không có để ý đến nó, để xuống dưới coi không biết rằng là nó đã to đến cỡ nào rồi. Nghe nói là Sam chăm nó tốt lắm, Sam cho nó ăn toàn là đồ ăn ngon không à. Rồi tập theo chị nha. Vương bay giỏi lắm gỏi cuốn ơi. Trời ơi là trời, mấy bạn ơi, cái con gỏi cuốn nó to đùng luôn rồi. Trời, ngày xưa ha, nó còn nhỏ xíu bằng cái bàn chân của mình nè. Còn bây giờ nó to, còn hơn mình luôn bạn ơi. Trời ơi là trời, cái con này ha, mà rưới tí rồi là nước tương, nước mắm lên ha, sau đó cho thêm ít mắm tôm vô. Ồ ôi, ăn trời ơi, bảo đảm sẽ ngon, cực kỳ ngon luôn bạn ơi. Bạn coi kìa, cái con tôm trên đầu nó kìa, đó, nó bự theo người nó luôn. Trời ơi, cái con tôm đó, gọi là chấm vô nước mắm ăn là quá ngon luôn trời. Mà khoan, bây giờ có bà Sam ở đây làm cách nào để mình ăn thịt được cái con gỏi cuốn này ta? Làm cách nào trời? Đúng rồi, có cách rồi. Sammy ơi. Tôi thèm KFC quá à. Hôm nay tôi đói bụng, tôi thèm KFC. Bà ra ngoài tiệm KFC mua đồ ăn cho tôi đi. Gì cày, vợ tôi vừa nói đồ ăn nhông ăn rồi bây giờ đòi ăn KFC là sao? Ôi trời ơi trời, đồ ăn á, ở nhà ăn hoài chén rồi. Hôm nay tôi thèm ăn KFC à. Bà ra ngoài tiệm KFC mua tôi đi. Đi mà, trời ơi, thương tôi vợ, đi. Vợ, biết rồi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Em cũng buồn ăn, chị ơi, cho em ăn với. Trời, ok. Cái con gỏi cuốn kia cho mẹ ăn nha. Con gỏi cuốn kia, mày là gỏi cuốn mà mày cũng đòi ăn KFC hả? Ủa chứ sao, mấy hôm nay chị Sam cho em ăn quá trời luôn. Anh thì làm sao mà có được đồ ăn ngon như em được. Mày hay lắm, mày nói hay lắm. Một tí nữa tao đem mày đi, tao chấm nước tương tao ăn luôn. Thôi được rồi, Sam đi mua KFC cho tôi nha. Rồi, ở nhà canh người ta bẻ rồi là bẻ giúp tôi nha. Trời ơi, okay. Cho nó ăn đầy đủ nha. Khổ ok ghê. Ok. Rồi bé gọi của chị đi nha. Bye bye. Em đi. Bye bye. Bye bye. Nhớ mua nha. Ok.
Vậy là mình đã lừa được Sammy rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với nhân vật chính nào. Chào bé gọi cuốn. Dạ chào, chào anh ngốc nghếch. Anh có cái vấn đề gì mà anh cười? Em thấy nó hơi nguy hiểm anh. Trời ơi, có gì đâu mà nguy hiểm. Anh từ trước giờ anh rất là hiền luôn. Anh lúc nào cũng thương bé gọi cuốn hết á. Không biết dạo này bé gọi cuốn ăn cái gì mà bé gọi cuốn mập địch vậy. Mà nhìn béo tốt vậy. À, em á, em được chị Sam cho ăn KFC này, ăn tôm hùm hoàng đế nè, ăn cua ở đó tôm hùm AFK nè, tôm hùm hoàng đế, nói chung là được cái gì là đồ ngon là chị Sam cho em ăn hết. Trời ơi là trời, mấy bạn ơi, ở nhà thì bà Sam bà cho mình ăn cơm nguội, trong khi bà mua KFC cua hoàng đế, rồi mua thêm cả gọi là tôm hùm Alaska cho con này ăn. Trời ơi là trời, sao mà bất công quá vậy? Mình thì càng ngày càng gầy gò ốm yếu, trong khi cái con gỏi cuốn thì càng ngày nó càng béo phì mập như một con heo, càng ngày càng mập địch. Trời ơi trời, nó mập còn hơn con luôn á, nằm nọc ha, bực quá ha. Thôi được rồi, đau bình thường mà ta. Bé gỏi cuốn ơi, dạo này thấy bé gọi là cũng gọi là to to lớn lớn như thế này á, thì chắc là bây giờ á bị mất đi một phần trên cơ thể, chắc không sao đâu ha. Có nghĩa là dạo gần đây gọi là anh thèm ăn gỏi cuốn quá, hay là bây giờ bé gỏi cuốn cho anh xin gọi là một ít một cái chân hay cái tay gì đó. Gỏi cuốn của em là làm từ thịt gò từ giã, không thịt nhặt lá cay, không, nó không ngon đâu anh. Đừng làm vậy, anh đừng đến lại gần đây. Trời ơi trời, yên tâm đi, yên tâm đi, anh sẽ gọi là lấy bé chấm vô mắm tôm ăn ngon lắm, vừa thơm vừa ngon nữa. Đứng lại. Trời ơi là trời, cái con gỏi cuốn này sao mà mày chạy nhanh quá vậy hả? Trời ơi mày mập mà sao mày chạy nhanh quá vậy? Ủa cái gì sao? Ủa? Ủa gì? Chị xin chào anh trời, không có cái gì về anh nè. Anh không dám ăn gỏi cuốn à? À ông này muốn cái gì? Trời ơi là trời, cái bà Sam này bà không biết gì hết trơn á. Nó chỉ là một miếng gỏi cuốn thôi, tôi nuôi nó lớn lên thì giờ nó mập như con heo rồi, tôi phải làm thịt nó tôi ăn thôi chứ sao. Nó chỉ là miếng gỏi cuốn thôi mà ông nuôi tôi là người gọi là nuôi nấng bé gỏi cuốn từ bé lớn nha, ông nói gì vậy? Ai hả? Nhưng mà bà nên nhớ rằng là tôi là người mua nó từ ngoài chợ về nha, nó cũng chỉ là miếng gỏi cuốn thôi, bà làm gì bà thương nó dữ à. Tôi không ngờ rằng ông là một con người ác độc như vậy, ông dám ăn thịt gọi là bé gỏi cuốn của tôi không ngờ ông là một người gọi là ác nhân ác đức như vậy ha. Bây giờ bé gọi cuốn bây giờ đi về nhà với chị, còn ông này bỏ đi. Hey, đi ra, đi về thôi chị ơi, về thôi, về thôi. Ai trời ơi trời, miếng gỏi cuốn của tôi mà, miếng gỏi cuốn siêu to khổng lồ của bà Tân Vlog tặng cho tôi bà. Trời ơi là trời. Trời ơi mấy bạn ơi, cứ tưởng hôm nay mình sẽ làm thịt được cái gọi là miếng gỏi cuốn siêu to khổng lồ của bà Tân Vlog tặng cho mình, ai về đâu, ai về đâu, bà Sammy bà kỳ đà cản mũi. Trời ơi, cứ tưởng là hôm nay đem nó đi chấm nước mắm tôm ăn là ngon rồi. Trời ơi trời. Hey mấy bạn ơi, nếu như mấy bạn muốn xem những tập sau, Phong sẽ tìm cách nào để bắt được cái con gọi là bé gỏi cuốn này thì các bạn nhớ bình luận cho Phong biết nha. Nhất định là một ngày đó Phong phải bắt được đó. Thôi rồi coi, ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và nếu như mà anh em thích video này nè, thì đừng quên hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của Sammy, của các thành viên của Hero Team để đăng ký hộ cho mọi người đó nha anh em. Ai, cái con gỏi cuốn đáng ghét. Nó chỉ là miếng gỏi cuốn thôi à, nó chỉ là đồ ăn thôi mà, chứ có gì đâu mà bà Sam bà thương dữ hết ta.